Ok và hello anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình là Thầy Gì đây, tiếp tục với series được chuyện Mega Huyền Thoại Pokemon nha anh em ơi. Và hôm nay chúng ta có một cái big update rất là lớn và rất nhiều code mới nha anh em. Code mới thì mình sẽ để phía dưới phần comment nha, anh em chỉ việc nhập vào thôi là anh em sẽ có rất là nhiều game. Nó đang update thì sao này. Ui ồ, big update, game này update và tặng cho chúng ta rất là nhiều kim cương anh em ạ. Ngày mai để có cả S cộng luôn. Mình vào mình chơi dù quá là hợp lý. Đầu tiên nó sẽ có một code đó qua fan cứng đấy, chúng ta sẽ copy cái này vào đây, hạn dùng đến 26 tháng 3 nha anh em, không nhập nhanh thì nó sẽ hết hạn đấy. Ấn vào bánh răng này, ấn vào gift code này, ấn vào đây rồi chúng ta có một ít game, có khoảng 2000 game thôi, không nhiều lắm. 2000 game là khá ok rồi đấy. Tiếp theo code tiếp theo chúng ta sẽ kéo lên trên hoàn tất bảo trì anh em ạ, chúng ta sẽ có cái code ở đây và hạn dùng tới ngày 26 tháng 3, sẽ nhập vào đây nhé. Rồi xong, thêm 2000 nữa là khoảng 4000 game, cho chỉ quan tâm đến game thôi. Và chúng ta sẽ có một cái code tổng kết sự kiện sôi nổi, chắc là khoảng 1000 game nữa thôi, nó rơi vào tầm khoảng 1000 game với cái code này. Tiếp code này, ấn vào đây đấy, ấn vào đây 1003, tầm khoảng rơi vào tầm 5003, tất cả 5003 nhá. Ấn vào đây, nhận tất cả, sẽ nhận được khoảng 450 nữa. Và mình có khoảng 74.000 game anh em ạ. Mình sẽ làm thêm nhiệm vụ và sự kiện bánh ú ưu đãi các kiểu ở đây nữa để kiếm thêm một ít game. Ngày mai là có những con Pokemon S cộng rất là xịn sò luôn, gói quà bánh ú. Năng lượng, gói quà hàng tuần này, kim cương này, gói quà hàng ngày này, nhận luôn này. Đã xong, rất là phúc lợi này. Ấn vào phục hồi lại cái tài nguyên của chúng ta. Đây cấp 78. Lại có vàng. Mua miễn phí. Tiếp tục là mua miễn phí ở đây. Mua miễn phí ở đây. Tiếp tục là mua miễn phí ở đây. Tiếp Pokemon chúng ta sẽ ăn sáng và ăn tối là đẹp. Như thế này là rất là đẹp. Đã xong. Quả cấp độ. Thêm 100 game. Thế mà không cần nhiều. Tiếp theo ta sẽ ấn vào cái phần hạn giờ này để xem đang có những sự kiện gì đang diễn ra. Đăng nhập làm bánh nhé. Sắp hết rồi, cái này còn có 4 tiếng không kịp à. Không mà mình kiếm được khoảng thêm mấy trăm game. Trao đổi bùa hộ mệnh và trao đổi nhẫn, nó không có gì mới mẻ cả. Tất cả đều nó hiện hết trong này rồi. Ok, sẽ vào nhiệm vụ nhá. Ấn vào nhiệm vụ ở đây. Mình sẽ làm tất cả các nhiệm vụ ở đây để kiếm thêm game nhá. Rồi ok. Ok boy, ấn vào đây. Chúng có vàng này. Kiểu xuống dưới nó sẽ xây dựng và quyên góp gui anh em ạ. Đóng góp và nhận con này. Su gui. Tiếp theo quay trở lại với đây. Ai dám đánh nhau với tôi, mình sẽ kéo thẳng ra đây để đập mấy con level thấp ở chỗ này. Xác nhận này. Con này cũng sẽ đập con này. 47.000 máu. 47.000 công. Kỹ năng mạnh mẽ, chúng ta sẽ nâng cấp kỹ năng khoảng 3 lần. Mình sẽ nâng cấp con khỉ lên ha. Nhưng vấn đề là phải kiếm con tăng level thứ cỡ nữa cơ, chứ đâu phải như thế này đâu. Chúng ta thuộc tính này, tăng cấp này. Rồi, đột phá. Chúng ta sẽ kiếm một chút để đột phá các thứ. Mình sẽ đột phá cái này lên. Rồi, ok, chúng ta đột phá được cái Clinch xong. Đồ trang sức thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Ấn vào nâng cấp này. Đấy, nếu mà ấn vào nâng cấp và tiếp theo cho sẽ kéo dưới, nó sẽ vượt phụ bản hàng ngày một lần. 4 lần thì sao ấy? Đừng ấn vào thử thách, anh em ấn quét cho tôi cho nhanh. Không có gì mà phải đánh với kia cho nó lâu ra. Cái sự kiện bánh ú nó khá hấp dẫn nhưng mình không làm được rồi. Tại vì nó còn quá ít ngày, không thể làm được. Quét này. Đã xong. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ vượt ải cốt truyện 10 lần nha anh em. Quét, càn quét 10 lần là xong. Không phải đánh từng tí một, nó rất là lâu. Chúng ta sẽ mua thêm khoảng 2 ống năng lượng game rất là nhiều. Mình có thể lên được khoảng 76, rơi vào tầm 76, rút thẻ khoảng 3 lần này. Kim cương miễn phí này. Starius vàng này. Đặc quyền này. Rút này. Thêm lần nữa và thêm lần nữa. Rút X10 anh em. Rút X10 phát. X10 phát nữa. X10. Cứ X10 cho tôi.
rút hết X10. Đã xong, sức phẩm mình cũng sẽ rút ở đây. Đó, đá sao các kiểu đà điểu. Thử thách ưu tú anh em ạ. Cho có một cái sự kiện là thử thách ưu tú. Đảo Ulalalala. Đảo Ulalala. À, nhận run vẽ stone. Bây giờ nó cập nhật thêm một cái nhiệm vụ của cái vẽ stone này ha. Làm chúng ta phải vào. Bắt buộc phải vào, mấy cái tựa game kia nó không có cái vẽ stone đâu. Đơ máy. Đơ giả lập. What the fuck man? Cái gì vậy? Sao giả lập để bị đơ được vậy? Anh nhầm vào nhầm game ạ. Mấy game huyền thoại các kiểu có đà điểu à. Đấy, cái này là xong rồi nha anh em. Cái này là xong rồi nhé. Từ tôi ấn sang cái bên này. Đăng nhập nhấc vào. Server Simon, let's go. Ok boy. Tắt này đi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận quà online. Bạn bè thì có tặng tặng và nhận thể lực thôi, tặng và nhận thể lực thôi. Đã xong. Nhiệm vụ ở dưới này. Nhận tất cả nè. Mở hòm nè. Ok. Hòm. Mở hòm. Đã xong. Kim cương lõi năng lượng các kiểu. Đã nhận được. Xong. Kim cương lõi năng lượng. Bây giờ thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Sẽ làm nhiệm vụ à? Sẽ có nhiệm vụ gì không? Hết rồi anh em ạ. Đấy. Xong rồi chúng ta tầm có 75,96k. Game. Sao nó có thể lẻ thế nhở? Quá lẻ luôn. Không sao. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong mấy cái này rồi. Và ngày mai thì nó sẽ có con Pokemon S cộng để chúng ta có thể là lấy nó. Dĩ nhiên là sẽ lấy được. Phiêu lưu cho chúng ta sẽ có kiếm thêm một ít game nữa. Có cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ con đường mạo hiểm này. Anh em sẽ đánh. Ủa cái này mình còn chưa đánh cơ. Mình còn lười mình không đánh. Ok, cái này mình có để đội hình xịn không? Đội hình cũng xịn vãi cả lều à. Thách đấu phải vượt phải bỏ qua anh em ạ. Cái này sẽ kiếm thêm game. Trong trường hợp ra thiếu game ấy. Đấy, thêm một game, 100 game kìa. Nói chung là có hơn không anh em ạ. Không có thì mới gọi là sợ chứ. Giật điện. Pikachu. Giật thế thì chịu thế nào được. Tấn công. Xong. Rất là nhanh. Cho đi cái này rất là nhanh. Cho đi quang kiếm 200 game đi. Kiếm được 200 game là ngon nhất có thể. Bỏ qua. Đấy. Rồi nhá. Ok. Và xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp. Bye bye.